Hello, chào tất cả mọi người nha. Bữa nay mình ăn mít nghệ nha mọi người. Mít nghệ mình chấm muối ớt nha mọi người. Mời mọi người thưởng thức ăn cùng mình nha. Một mâm mít nghệ siêu to khổng lồ luôn. Một người bạn cho chồng mình á, con trái mít á, đặng lấy hộp á, sẵn mình lấy muối mình ăn luôn nha mọi người. Anh thích ăn mít nghệ lắm. Tại vì mít nghệ, cái mít này hồi đó ăn nó rất là ngọt, nó ngon lắm mọi người. Mít bây giờ chứ không ăn bằng mít nghệ hồi đó, nó rất là ngọt lắm. Ngọt ngọt chấm muối á, mặn mặn cay cay á, ăn nó rất là ngon. Quá ngon, ngọt ngọt mặn mặn ngon lắm mọi người. Ngọt ngay luôn á, mít nghệ hồi đó ăn là ngọt, là cảm giác nó thanh thao luôn. Mình ăn mít đó thích lọc sẵn gì nè mọi người, ăn nó ngon. Chứ để ăn lọc từ muối á, cái mủ nó dính tay khó chịu, của mình không thích ăn vậy. À là mình ngồi mình lọc hết trơn vậy nè rồi mình mới ăn. Nó không còn mủ nữa. Để ăn lọc từ muối mủ không à, bực bội lắm. Nó rất là ngọt, ngọt gì đâu luôn á. Chấm muối ăn nó mặn mặn, nó đỡ ngán mọi người. Ngọt quá mình ăn hoài nó cũng ngán nữa. Năng gì còn ăn mà cảm giác mà không hết á, cái bỏ không có xay với nước đá với sữa bò mọi người, ăn nó rất là ngon, làm sưng tố mít á. Chồng mình hay ăn vậy đó.
ăn này nhiều quá nặng bụng lắm á mọi người. Kỳ nó nhìn gì nó hừa. Thôi mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Ăn nhiều cảm giác cái bụng mình nó nặng, nó cảm giác nó mệt mỏi lắm. Mít nặng nhiều nó không có tốt, thèm thì mình ăn vậy đó. Nhưng mình thấy gì chứ ăn nãy giờ nhiều lắm, tại mình lọc sẵn á. Mong mọi người xem video ủng hộ giùm mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ.